Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, đây là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế để nói về một chủ đề, đó chính là tình yêu. Cứ tưởng như là một cái chủ đề đơn giản, nhưng mà có thể nói rằng bao nhiêu đời nay, bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ đã cố gắng để mà nói lên cái đề tài này. Và chúng ta dường như cũng vậy, đúng không ạ? Có thể là yêu rất nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn luôn luôn có một câu hỏi rằng là liệu rằng mình yêu đã đúng cách hay chưa? Cho nên các bạn phải xem chương trình Giải Mã Tình Yêu. Bởi vì chúng tôi tin rằng là nếu như các bạn chưa xem chương trình này thì chắc chắn là các bạn sẽ không kết hôn được đâu. Và mỗi tập đi qua, chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề khác nhau của những người vẫn còn đang cô đơn nhưng vẫn khắc khoải về tình yêu. Đầu tiên là biệt đội chính cô gái vô cùng xinh đẹp. Được giới thiệu biệt đội soái ca. Chúng ta sẽ có hai anh chàng điển trai đây là VA và VMAX. Rất điển trai, rất vui tính và vẫn còn đang độc thân. Quý vị, chủ đề của ngày hôm nay là một chủ đề rất đặc biệt. Các bạn sẽ không nói bằng lời mà sẽ vô lên ngập ngùng, vô lên ngập ngùng. Vô đi anh hát kìa. Ủa sao vậy? Dạ cần anh nói cho anh hát cái gì? Đổi giùm chứ. Dạ thôi anh, nói đi anh. Dạ nói vô đời đi anh. Thưa quý vị, đó là một phút vui thôi. Thật ra chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là chủ đề tình đơn phương. Nhắc về chủ đề này nghe thì hấp dẫn đó, nhưng mà cũng nhói lòng lắm. Thôi thì chúng ta hãy cùng lắng nghe xem các biệt đội của chúng ta ngày hôm nay sẽ trò chuyện về chủ đề này như thế nào. Và chúng ta vẫn còn một nhân vật đặc biệt nữa sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay. Đó chính là một anh chàng không chỉ điển trai, không chỉ cao mà còn khỏe. Nên thưa quý vị, chúng ta phát tay để cùng chào đón Lincoln. Xin mời Lincoln. Đẹp trai quá. Tôi còn thấy đẹp chắc đó kìa, bên đây mê dữ lắm ha. Chủ đề đã rõ rồi đúng không ạ? Một cái chủ đề nghe thì vui, nhưng mà nếu mà ai mà trải qua cảm giác này rồi thì buồn dữ lắm, khắc khoải dữ lắm. Thôi thì chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện đầu tiên trong ngày hôm nay để xem ai là người đã từng yêu đơn phương trong đây nhé. Thầm thương soái ca đi mô tô, người ta có bạn gái rồi mới tiếc nuối. Ai chà chà chà, cô gái nào đây ta? Thầm thương soái ca đi mô tô. Em anh bảo. Giờ xin mời em chia sẻ đi. Dạ em xin được chia sẻ với lại các chị, với lại các anh là cái câu chuyện của em là hồi năm lớp 12. Dạ, đó là tình yêu yêu gọi là yêu đơn phương hả anh bảo? Đâu biết đâu. Em đang kể mà. Nói chung là tình yêu một mình đó. Là em học lớp 12, ta học lớp mấy? Thì người ta lên lớp 12. Người ta học lớp 12 thì đi mô tô luôn. Gì phạm các bạn nhau không? Đi từ năm lớp 11. Vậy mà em cũng yêu được hả? Anh bảo kỳ quá à. Để em kể nha. Là từ lúc đó thì cái bạn đó thì học khác trường, nhưng mà em biết là cái lần là bạn đó qua trường em chơi. Thì em thấy mà em là cái gu của em là kiểu là to con, soái ca. Không cần soái ca cũng được. Không, thật sự là không phải là soái ca mà là kiểu là lực lưỡng. Em chết là một cái thôi. Chứ đi vòng là nhạt quá luôn. Anh bảo kiểu là Bad boy. Em gặp người ta cái là em bị choáng. Cái kiểu giống như anh GA vậy á. Dạ, đứng là một kiểu vậy á. Vòng em không biết là bên trong của anh GA làm sao, nhưng mà bên trong của anh GA làm sao, nhưng mà mình khoe bàn gì bên trong được không? Về cái vóc dáng là như vậy á. Đó, nói chung là rất là đẹp trai. Thì hồi đó còn học sinh, nó còn nhỏ nên là thích lắm. Mà đi mô tô nữa. Xong rồi một khoảng thời gian thích thôi, nhưng mà không nói gì hết. Thì em vô tình em có kết bạn Facebook với anh đó. Dạ, kết bạn Facebook. Rồi nói chuyện thì biết là bạn này rất là thích mô tô. Mà nhà em á, là anh trai em á, cũng là trong hội mô tô và là cái người mà am hiểu về mô tô. Nên là đôi khi á, là em không rành, nhưng mà em cứ nghe luyên thuyên bên tai của mình đó là anh hai em cứ bàn về mấy cái dòng xe á, riết là em cũng biết một chút. Nên là khi mà bắt chuyện và để nói với các bạn này thì em lại em lại nói về mô tô. Nên là hai người có cái chủ đề để nói chuyện với nhau thì đó, xong rồi bạn nói các bạn gái.
Là có trước khi biết em hay là... Bạn nó đi du học xong rồi có bạn gái à. Có sau. Sao em không tỏ tình với người ta? Thôi tỏ tình làm gì? Em á là kiểu là hồi đó là em rất là ngại. Em chỉ là thích thì thích để trong lòng một mình biết à. Còn ở ngoài là em vẫn muốn là làm bạn bè bình thường thôi. Nghĩa là rất tính chơi vui gì đó. Ủa vậy đâu gọi là yêu đơn phương em? Đâu, em rất là thích bạn đó mà. Thích xong tỏ tình? Không, em không muốn tỏ tình. Tại vì em sợ là nếu mà mình tỏ tình á là... Đồng ý hả? Không, lỡ bạn đó hả mà có bạn gái rồi hay là em bị từ chối thì sẽ rất là quê. Nên là em chọn cái phương án là làm bạn bè, nói chuyện này nọ. Nhưng mà sau một thời gian thì em phát hiện là bạn này là đi du học thì có bạn gái rồi á. Nên là... Thì thôi, em không nói chuyện nữa. Thì thôi. Thì thôi. Chúng ta là người dưng với nhau từ đây. Ủa em yêu bạn đó đơn phương khoảng bao nhiêu lâu? Chắc khoảng một nửa năm á. Thôi dài dữ ha. Học sinh, anh nghĩ đi, một học kỳ có bao nhiêu tháng mà yêu hết 6 tháng rồi. Nhưng mà cho anh hỏi là cái khoảng thời gian đó hai người có đi chơi với nhau không? Dạ tất nhiên là không ạ. Cái gì mà không mà nói chuyện? Là không luôn hả? Dạ, tại vì không, ở đây là nếu mà đi chơi là có thân hơn. Mà như vậy là đã tỏ tình rồi. Mình đã rủ người ta đi chơi hay như thế nào đó là mình đã nói cho người ta biết là mình tỏ tình. Nhưng rồi mà người đó đã có từ vô tình nắm tay hay là vô tình làm cho em kiểu... Đâu, chỉ là nhắn tin thôi mà đâu có... À, không có tiếp xúc luôn đúng không? Mà em có thấy là bạn nó có vẻ gì là thích em lại không? Dạ. Ừ, nếu mà không thích sao nhắn tin nói chuyện nhiều được, đúng có rồi. Bạn gái đã không, không phải đâu, em nghĩ là ai cũng lịch sự á, là con trai á thì mấy anh á ai cũng sẽ lịch sự, mà khi có một người mà hỏi mình hay là quan tâm mình thì mình sẽ trả lời lịch sự, chứ đâu nhất thiết là mình thích hay cái gì đâu. Nhưng mà trả lời hoài cũng bị phiền đấy. Thì tất nhiên người ta phiền người ta để trong lòng á. Còn cái em là em dạy cái tình thì em không kể là em không biết người ta phiền. Em đang nói tốt cho người ta hả? Ủa em đang nói tốt cho người ta? Không phải. Chứ dạ đây là nói tốt cho người ta mà. Không, cái kể là nói chung là em nó thì nói chung là hồi đó thì chưa có tâm lý, chưa có hiểu nhiều đâu. Ừ, bây giờ em biết là mình không nên nói nhiều như vậy. Nhiều người, tại vì tùy tính cách mỗi người, nhiều người người ta không thích người ta sẽ xem đó là phiền phức. Nhưng nhiều người thích thì người ta để trong lòng, người ta không nói ra thì mình cũng không biết. Nói chung là bây giờ bạn đã có bạn gái rồi. Và hai người là hai cuộc sống khác nhau. Thì đó rồi. Là kỷ niệm đẹp đối với em. Bản thân người nam đó có biết là em thích họ không? Không có tỏ tình mà. Nếu như mà anh, nhưng mà nói anh ơi, nếu như mà biết thích họ là tình đơn phương, tôi thoại giùm cho luôn. Đúng rồi. Không, nhưng mà anh nè, nếu mà em đã thể hiện như vậy á, em hay nhắn tin hỏi và nhảy á, thì nếu mà anh là bạn đó thì anh nghĩ anh cảm nhận được. Anh cảm nhận được. Đúng rồi, có tình cảm. Chính xác. Có chính cảm. Không, nhưng mà nếu mà các bạn nam cảm. Các bạn nam có thích những người con gái nói nhiều như là Mai Trâm đây không? Tùy ạ. Tùy nói gì vậy má? Tùy nói gì. Tùy nói nhiều chứ như nhà vô cửa mà. Nó dễ thương thì nó dễ thương thì nhưng mà nhiều khi nói. Vô duyên quá thì không được. Nhưng mà chốt lại là mối tình đó chỉ có nhắn tin thôi, không có đi chơi gì hết. Dạ đúng rồi, thì thích thầm mà. Không có bất kỳ gì hết. Mới 10 lớp 12 là đơn phương. Thì như vậy gọi là đơn phương. Thích em quá Bích Trâm ơi. Quá luôn á, giờ thì sao Bích Trâm? Ủa? Anh bảo em có thể nào em điềm đạm lại giống như chị lúc Văn Điềm Anh cái okay, không? Em sẽ em nhìn chị lúc Văn cái đi. Anh bảo về lại okay. Đi, em bảo về. Chị không có gì cũng đi kể nữa là như thế nào vậy? Hả? Sao anh bảo lấy cái búa gọi lên nào em vậy anh bảo? Lần sau anh sẽ kiểm duyệt nội dung của em hiểu không? Tình đơn phương. Anh bảo ơi. Cứ ngỡ là người ta sẽ mở hàng cái gì đó mà ước ác lắm. Kiểu hàng là mọi người có biết không? Ngày đó em là một cô gái học sinh bé bỏng. Không phải. Thích anh kia lắm. Anh bảo. Anh cũng theo cuộc đời em mà giống như là trời ơi. Trời ơi. Anh cho người ta nói kìa. Anh bảo kỳ quá. Đâu phải ai cũng xinh xúa và dài dòng lên ngay như anh bảo đâu. Đi ra. Đi ra ngoài kia. Nhanh và luôn. Em không biết là cái quãng trời thơ ấu và học sinh của anh bảo nó xinh xúa đến mức nào. Khỏi luôn. Khỏi luôn. Khỏi luôn. Khỏi luôn. Khỏi luôn. Mình chuyển câu chuyện thứ hai đi nè. Câu chuyện thứ hai có điểm như sau. Âm thầm thích hot boy bóng rổ. Lại bóng rổ. Chơi bóng rổ. Tôi ghét bóng rổ. Tôi ghét bóng rổ lắm. Lát còn tôi nói đi tại sao cho nghe. Không dám nói để rồi ân hận khi bạn thân cướp tay trên. Tôi nói thiệt, ngày xưa con gái nào mà đặc biệt là học sinh cấp 3 hoặc là sinh viên đều mê bóng rổ hết. Trên bàn này có luôn à. Trên cái hội này có người thích bóng rổ luôn nè. Tôi biết luôn á. Mà tôi không nói tên ai đâu. Hà Kim Thanh ha. Có gì phải của em không Kim Thanh? Em không có gì muốn nói đâu. Ủa không phải của em hả? Dạ không phải của em. Ủa của em hả? Ok mời em. Anh nói lý do tại sao anh ghét mấy bạn trai mà bóng rổ. Em cũng muốn biết. Ủa thì chuyện đó bình thường mà tự nhiên thôi.
Tự nhiên cái là người ta được nhiều người gái con cái thích quá, ông gái thích mình hết, mình ghét người ta chơi em cũng vậy. Đúng không? Đúng rồi. Mà kiểu là con gái thích thể hiện lắm, kiểu là cầm bóng rổ đi nè, đó. Xây nè. Thôi mà. Bởi vậy đúng là đi bơi học. Trong khi đó tôi hay không? Tôi đi bơi tôi khoe người đâu đâu ai nhìn đâu. Mà dưới nước đâu ai ngắm đâu. Bởi tức lắm, ghét lắm. Anh bảo ơi, anh bảo xến thôi, anh bảo. Ủa nãy giờ đâu cho em nói đây. Đâu ai mời đâu cho. Không ai mời em hết trơn. Không ai chơi cho ta bỏ tay xuống. Misa kể câu chuyện. Đó giờ diễn đàn Misa nè. Thì câu chuyện này là xảy ra năm cấp 2, là năm lớp 7. Là lúc đó chưa có biết yêu, chỉ là thấy là bạn này là trời ơi cool quá, một bạn rất là cool boy, rất là cao, vai rộng và chơi bóng rổ trong trường. Thế là học chung một lớp, bạn đó là học sinh cá biệt cho nên bạn đó ngồi tuốt phía đằng sau. Lúc nào thì kiểu mà kiểu thích cái gu mà bad boy từ hồi nhỏ ấy không? Xong có một lần thế là mình kiếm lý do là để tiếp cận mục tiêu là xin cô chuyển chỗ xuống bàn cuối ngồi, xuống như bàn cuối ngồi, tức là bạn đó ngồi phía cuối thì mình sao ngồi phía trên. Cái là lâu cũng thích, cũng hay xuống, quay xuống. Nhưng mà lúc đó trời rất là khờ mà giống như là ngu vậy đó, không có dám nói gì hết, chỉ quay xuống làm bộ rất gơn, quay xuống lượm nhìn cái rồi quay lên. Không có dám nói bất kỳ một cái gì hết, rất là chán. Em rớt bao nhiêu cục gơm? Em rớt gơm, rớt bút chì, xong em rớt nguyên cái tập, em rớt nguyên cái tập, em quay xuống nhìn lên. Em có rớt công ty mình theo người ta không em? Từ lúc mà lại nhìn. Rớt là tốt là bạn nó chơi bóng rổ, là con tim em là nó tưng lên tưng xuống giống như cái bóng rổ của bạn đó rồi đó. Xong rồi cứ thích vậy thôi mà không có dám nói, mà nó rất là hiền, là mỗi một ngày là giống như bạn nó thành cái động lực cho mình là đi học, là chỉ thích đi học là để tới là sẽ được gặp bạn đó. Xong rồi cứ im không dám nói, sợ ơi là sợ nhát dã man, cứ mỗi lần gặp bạn đó một cái là tim đập từng thịt. Rồi có quen không? Không, nếu mà quen thì đâu phải là tình đơn phương. Anh bảo xến hỏi kỳ ghê. Có định là bạn bảo xến. Tôi biết đây là bảo xến. Tôi chỉ kể câu chuyện ngôn tình thôi. Em nếu nói bảo ngôn tình được, hiểu không? Ừ, anh bảo ngôn tình. Ủa vậy bạn hai người. Chị đi sao tiếp tục tiếp. Ok, chị vô tiếp tục. Thì cho đến một ngày thì cái cô bạn thân, ngày xưa là hai đứa là ngồi thân chung bàn phía trên. Lúc sau chuyển chỗ thì do là cứ một học kỳ là sẽ đảo chỗ. Thì bạn đó qua khóc bên kia ngồi, hai đứa không ngồi chung với nhau nữa. Và có một ngày đẹp trời thì bạn ấy rủ xuống canteen ngồi nói chuyện, nói là ê tao thích, và tao với thằng đấy đang quen với nhau. Cái mình như kiểu là trời, giống như là mình chết rồi vậy đó. Tức là kia là con bạn thân của mình và đây là một cái người mình thích. Mới lớp 7 thôi đó. Thì bạn thân cướp bồ của nó. Cái này đâu phải là cướp bồ. Makarenko là một nhà giáo dục người Nga. Thế là anh tao tên là Tukarenko. Chơi chưa? Chưa. Quán thì giờ không hành. Rồi chưa cho phép rồi. Rồi, mày xong. Mày xong ha. Ok, mời tôi nghe. Và khách mời sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của chúng ta thì cũng đã yên vị ở đây rồi. Và những bạn đang sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của chúng tôi thì hy vọng rằng là các bạn cũng đã sẵn trà nước trước mặt của mình để có thể cùng hồi tưởng lại với nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Thông qua ánh đèn thì mọi người có thể thấy rằng là nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là một bạn có hình ảnh ở bên ngoài là một bạn nam. Tuy nhiên câu chuyện của chúng ta như thế nào, bạn ấy có trải nghiệm tình đầu ra sao thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhân vật chính của chúng ta lên tiếng. Chào em. Dạ, chào chị ạ. Điều đầu tiên chị muốn hỏi em là em muốn chúng ta giữ nguyên cái độ sáng của ánh đèn như thế này để mình bắt đầu câu chuyện, hay là em muốn đèn sẽ sáng hơn và mọi người sẽ nhìn thấy mặt của em rõ hơn? Em sẽ kể cái giai đoạn khi mà gặp được người con gái gọi là mối tình đầu của em. Thì khi đó cuộc đời em nó sẽ bừng sáng. Wow, trời ơi, chúng ta có thể dự cảm được một cái cuộc tình nó rất là nhiều cung bậc cảm xúc và cũng rất là nhiều chất liệu mọi người nha. Vậy thì bây giờ mình quay trở lại đi. Mối tình đầu của em đến với cuộc đời em vào năm em bao nhiêu tuổi? Nói về mối tình đầu thì năm lớp 6 chị. Năm lớp 6 là em đã có dắt bạn gái đi patin rồi. Chứ không có phải thầm thương trộm nhớ gì đâu đúng không? Là coi như là nắm tay con người ta đi trượt patin luôn rồi. Đi trượt patin để tao dắt mày đi. Rồi sao rồi? Rồi bây giờ mình dừng lại cái cuộc tình đó để mình phát triển nó, hay là thực ra cuối cùng rồi thì nó cũng là một cái
trải nghiệm của một cái cảm xúc yêu đương thôi. Đó là một trải nghiệm của một cái tuổi trẻ bồng bột thôi. Tại vì cái thời đó thì không có điện thoại, không có messenger như bây giờ. Thì cũng kiểu thích thích nhau, rồi đi chơi cùng với nhau, chung một nhóm bạn. Rồi có vẻ như là đang cặp kè. Sau đó thì nghỉ hè. Sau 3 tháng hè không gặp nhau, không liên lạc gì. Thì sau khi đi học lại vô trường thì cả hai đứa như không hề quen biết. Tình cảm nó phai lợt luôn vậy đó. Dạ, em đề ba cái kiểu như vậy. Kiểu kiểu như là nó chưa bao giờ có cuộc tình đó luôn á. Như chưa hề có cuộc tình nào bắt đầu. Dạ. Rồi em. Rồi. Thì cái đó chỉ là một cái lời giới thiệu qua loa. Còn mối tình chính thức của em thì năm em 15 tuổi. 15 tuổi. Nghe thì có vẻ như là phải sau đó rất lâu thưa quý vị, nhưng không ạ, 4 năm. Đúng không? 15 tuổi là năm mình lớp 9 là lớp 10. Đúng rồi, lớp 9 là lớp 10. Thì thông thường tình đầu nó cũng sẽ dễ đến với chúng ta. Đúng là trong cái độ tuổi hoa niên như vậy, năm lớp 10. Vậy thì cái bối cảnh mà tình đầu xuất hiện á là xuất hiện như thế nào và cô ấy là ai? Cái lúc này cho phép em xin bật đèn đi. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện bằng một ánh sáng rõ hơn để có thể lắng nghe được ký ức của bạn ấy. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Wow. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ phải dừng lại một tí để nghe bạn ấy giới thiệu một vài thông tin cơ bản về mình. Mời em. Xin chào chị. Xin chào chị Toya. Xin chào quý vị khán giả. Mình là Bùi Tấn Hảo. Hiện tại công việc chính của Hảo là một diễn viên kiêm một biên kịch giàu tình cảm. Thì trong song song đó thì em có đi hát nữa. Dạ. Một bạn rất là đa năng và hoạt động ở mảng nghệ thuật. Rồi, bây giờ Hảo thân mến, vậy thì bây giờ mình sẽ ngược về ký ức. Một cậu con trai Tấn Hảo vào năm 15 tuổi đã gặp gỡ được tình đầu của mình trong bối cảnh như thế nào? Thì như mà mọi người đã biết á, thì từ lớp 9 lên lớp 10 đó là một cái khoảng nhảy vọt. Thì lúc đó thì những người nào mà muốn thay đổi hoặc là muốn làm lại từ đầu thì sẽ vào cái thời điểm đó. Thì em cũng vậy. Lúc mới vào lớp 10 đó thì em rất là thể hiện. Để em tả về cái bề ngoài của em lúc đó nha. Đi học áo sơ mi trắng bỏ vô quần, quần thì quần đen, giày thì giày thể thao. Tuy nhiên thì lúc nào cái cúc áo ở trên cổ cũng phạch ra, đeo một cọng dây chuyền. Lúc đó đã bấm lỗ tai rồi. Tóc thì lúc nào cũng dựng lên hết. Và kiểu idol giới trẻ đồ đó. Lúc đó thì chưa có khái niệm idol giới trẻ luôn. Mình chỉ thích làm những cái gì mà gọi là mình đẹp nhất cho mình thôi. Về bản chất là đó đó, là hình ảnh đó đó, đúng không? Dạ, rồi mình có ngầu lòi nhất trường luôn, theo đúng với cái tâm nguyện của mình. Đó là mục tiêu của em. Đó là mục tiêu của em. Và tới cái ngày đầu tiên mà tập hợp vào lớp để mà gặp giáo viên đó, thì lúc đó là em có kế hoạch đàng hoàng là em vô trễ hơn mọi người một chút xíu. Vừa đét đi đúng không? Kiểu chính xác. Khi mà bước chân vô, khi mà mình đợi cho hết cái giờ truy bài rồi đó, cái mình bắt đầu là rồi, ok, giờ này mình vô được rồi. Khi mà em vừa bước chân vô lớp, cả lớp đứng dậy hết. Tụi nó tưởng em thầy. Nó đến lớp 10 đúng không? Dạ. Yeah. Trời đất ơi. Khoan em, là vì mình ngầu như một ông thầy hay mình già như một người thầy? Em nghĩ là già như một người thầy. Rồi. Rồi sao? Thì cái thằng bạn, nói chung là những cái thằng mà cá biệt ở trong lớp á, nó ơi giật mình. Không phải tưởng thầy. Cũng là nhìn thấy được nhau rồi, nhìn thấy những cái thằng cá biệt gặp với nhau rồi. Thì cũng thể hiện rất là nhiều. Nhưng mà thực sự thì em không phải là cái bản tính như vậy. Không phải là cái thuộc cái tệp như vậy. Cho nên là em không thể nào chơi chung với tụi nó nhiều được. Cho nên là em bề ngoài thì nó như vậy, để mà em tạo một cái vỏ bọc, để tránh khỏi cái sự mà bắt nạt ở trong trường thôi. Chị hiểu. Đó. Thì em xung phong làm đội sao đỏ. Có nghĩa là đi ghi chép rồi đi ghi tên bắt. Cũng quyền lực lắm đó. Đó. Thì cái ngày hôm đó là khi mà em đi trực á, thì em gặp cái chị đó. Cái chị lận hả? Cái chị.
Rồi. Lớp 10 thì cái chị đó là lớp 11. 11, 12 thì là 11. Rồi. Trời, dễ thương lắm chị ơi. Mà con trai mà. Ừ. Không cần gì nhiều đâu. Đi ngang hử cái mùi tóc thôi. Em nói thiệt luôn, bất kỳ thằng con trai mà tuổi mới lớn hử cái mùi tóc con gái thôi là về là tương tư liền. Không cần biết đẹp hay xấu nha. Mình chốt đơn vậy luôn. Chốt đơn một cái đặc tính của giới nam mình như vậy luôn. Dạ. Các bạn nữ thân mến nhớ ghi lại mùi tóc rồi. Mùi tóc rồi thậm chí là cả cái mùi bột giặt luôn á chị. Ừ. Vì đôi khi lúc đó mình có phân biệt được cái nào không? A ba a má gì không? Không phân biệt được chị. Chị biết là nó rất thơm. Em chỉ biết là vậy nè. Ở nhà em không có xài bột giặt đó. Ừ. Thì nếu như mà có một cái mùi hương lạ thì nó sẽ ăn sâu vô cái não của mình rất là nhiều. Không, thực ra là chỗ này là chị đồng cảm với em. À, cái gọi là cái mùi quần áo mà nó được giặt và nó được phơi không hẳn phải là mùi của một cái thương hiệu bột giặt nào hết, mà là cái mùi nắng á. Cái mùi quần áo phơi khô mà nó được nắng, thực ra nó là một cái mùi rất là đặc biệt trong ký ức tuổi thơ của chị. Nó có những mùi hương trong cuộc đời mà nó tạo ra những cái mảng ăn sâu trong ký ức của chúng ta. Và em đã phải lòng cô ấy từ khứu giác của mình. Ừ. Và lúc đó thì mình cũng ít khi nào mà được gặp cái chị đó lắm, tại vì mình học khác khối. Có khác buổi không? Không, không khác buổi. Ừ. May mắn là không khác buổi. Nhưng mà lúc nào xuống căng tin thì cái chị đó cũng đi qua cái lớp của em. À. Chị đi qua là bắt đầu nhìn ha. Mình có cảm giác như chị ấy cũng có nhìn mình đó, nhưng mà khi mình nhìn chăm chăm vào chị ấy thì chị ấy kiểu là không quan tâm. À. Chị hiểu cái kiểu đó không? Cái kiểu là cứ nhìn thẳng về đi thôi, nhìn thẳng về đi thôi. Ừ. Nhưng mà thật sự nếu mà một người bình thường thì đi ngang thì mình nhìn nhìn thấy rồi mình đi thôi. Còn cái này em có cảm giác gì đó, em cái này là linh cảm của em thôi. Ừ. Hoặc là em ảo tưởng thôi. Ừ. Nhưng mà em cũng không dám hành động. Ừ. Bởi vì mình nghĩ là trời, một nhóc như mình mà sao mà với tới một cái người học lớn hơn mình. Bởi vì mọi người thấy không, mọi sự gồng lên ở bên ngoài chỉ là một cái vỏ để che đậy sự